Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc quạt cầm tay của hãng Double Pole. Đây là chiếc quạt chạy bằng pin sạc, có kích thước rất là nhỏ gọn và các bạn có thể để vào trong túi xách được. Trời nóng này các bạn đi ra ngoài đường thì có chiếc quạt này sẽ rất là tuyệt vời. Cái mã của quạt này là Double Pole F99. Đấy, chúng ta sẽ có 3 màu của chiếc quạt này. Chúng ta sẽ tìm hiểu từ màu 1. Trong gói sản phẩm chúng ta có chiếc quạt cầm tay và đi kèm theo nó là chiếc cáp sạc cổng micro USB. Về cấu tạo thì có thể là cái quạt này có cái xuôi cầm rất tiện dụng. Phần trên này là một chiếc quạt có bề dày khá mỏng để chúng ta có thể nhét vào trong cặp được. Sử dụng điện thế là 5V và sử dụng một viên pin sạc. Đây là thông số của quạt này. Quạt cầm tay có 4 cánh. Phần thân chúng ta thấy có công tắc nguồn và có một cái đèn hiệu. Đây, đèn màu xanh là bật này. Chúng ta bấm này thì sẽ thay đổi ba tốc độ. Đây tốc độ mạnh nhất này. Rất là mát. Tắt này. Số 1 này. Tức là chúng ta thấy thử có 3 số. Số 2. Số 3. Và ở bất kỳ số nào bạn muốn tắt đi, bạn chỉ cần giữ nút nguồn, nó sẽ tắt. Và viên pin sẽ được giấu trong thân này. Đây là viên pin cũng chính hãng của Double Pole, có dung lượng là 2000mAh và điện thế là 3,7V. Theo nhà sản xuất thì cái quạt này có thể sạc và chạy được khoảng 5 tiếng đến 6 tiếng. Tháo lắp rất là dễ dàng. Đây là phiên bản màu đen. Chúng ta có các phiên bản khác, ví dụ đây là phiên bản màu hồng. Cấu tạo y hệt. Chiều dài khoảng hơn 20cm. Và có phiên bản màu trắng. Công suất của quạt này là từ 2,5W cho đến 4W. Đây còn màu trắng. Ví dụ tôi sẽ lắp pin ở màu trắng này. Đây có số 1 này. Số 2 này. Rất là mát, các bạn cầm cái này đi tiện dụng cực kỳ luôn. Đó số 3. Và trên tay tôi đang là 3 cái quạt của hãng Double Pole chạy pin sạc. Quạt này gọi là quạt cầm tay và bỏ túi được. Có 3 tốc độ chạy. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm quạt cầm tay của hãng Double Pole, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.